Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức hôm nay của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Denver. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Con trai của viện trưởng Đại học North Colorado thiệt mạng vì sạt lở tuyết tại Breckenridge. Đại học North Colorado thông báo cậu Nick Fonson, 22 tuổi, con trai của ông Andy Fonson, viện trưởng Viện Đại học North Colorado, đã thiệt mạng khi họ cùng bị kẹt trong trận sạt lở tuyết gần Breckenridge vào ngày 31 tháng 12. Nhóm cứu hộ quận Summit cho biết rằng hai cha con cùng trượt tuyết ở khu vực hẻo lánh The Numbers on Peak bị cuốn vào trận sạt lở tuyết xảy ra vào khoảng 1 giờ trưa. Ông Fanson bị chôn vùi một phần thân thể có thể thoát ra ngoài, trong khi con trai của ông hoàn toàn bị chôn vùi dưới lớp tuyết. Ông phải trượt tuyết ra khỏi khu vực để có sóng điện thoại di động, gọi cho tổng đài 911. Một quân đội khuyển tìm thấy thi hài của cậu Nick Fanson vào lúc 3 giờ 11 phút chiều cùng ngày. Tổng cộng có 21 thành viên của nhóm cứu hộ quận Summit cùng với 3 thành viên của đơn vị hoạt động đặc biệt thuộc nha cảnh sát quận Summit và đội tuần tra trượt tuyết của Breckenridge Sky Resort tham gia trong việc tìm kiếm nạn nhân. Và thưa quý vị, bà Jennifer Olmquist, chánh văn phòng nhân sự thuộc Đại học North Colorado thì nói rằng toàn thể giảng viên, nhân viên và sinh viên cùng phân ưu với gia đình viện trưởng Fanstein trong thời điểm đau buồn này. Trường đại học không có thêm bất cứ thông tin nào khác kể từ khi gia đình Fanstein trở về Greeley vì tôn trọng sự riêng tư của họ. Tin tiếp theo cho biết là chủ nhà tại Colorado phải mua lệ phí bảo hiểm cháy rừng cao. Gần đường Pearl thuộc quận Boulder dường như khó có thể xảy ra một trận cháy rừng. Nhưng những cư dân ở đây đang gặp trắc trở khi muốn tìm chương trình bảo hiểm giá cả phải chăng cho căn nhà của họ. Nghị sĩ dân chủ Judy Amalboy nói rằng, nhiều công ty không nhận bán bảo hiểm về thiên tai hỏa hoạn cho dân chúng. Mọi người cố tìm những công ty chịu bảo hiểm cho căn nhà của họ, kể cả những cử tri ở miền Bắc Colorado. Và họ phải điện thoại nhiều lần trong khi thì giá bảo hiểm càng ngày càng gia tăng. Đây là lý do thúc đẩy nghị sĩ Judy Amabu giới thiệu một dự luật trong phiên họp tới nhằm thực hiện chương trình bảo hiểm giải pháp cuối cùng do tiểu bang Colorado cung cấp. Theo lời đề nghị của nghị sĩ Amabu, hơn 30 tiểu bang khác đã thành lập kế hoạch này trong khi Colorado chưa có, mặc dù được xem là sẽ có nguy cơ xảy ra nạn cháy rừng trên toàn tiểu bang. Ông Morgan Lawyer, đại lý bảo hiểm độc lập nói rằng tiền bảo hiểm gia tăng từ 20 đến 50%. Làm việc tại khu đô thị Denver, nhưng ông Morgan Lloyd giúp các chủ nhà trên toàn tiểu bang mua bảo hiểm. Và lệ phí bảo hiểm gia tăng một phần do lạm phát, do tình trạng thiếu lao động cũng như chi phí xây dựng cao hơn. Tại một vài khu vực nhất định, giá bảo hiểm nhà đã gia tăng, trong khi một số công ty từ chối nhận bảo hiểm về nhà cửa, đặc biệt ở các khu vực thuộc miền núi, nhất là phía tây Golden. Nếu cư dân Colorado không thể mua bảo hiểm, nghị sĩ Amabu hy vọng ít nhất tiểu bang có thể cung cấp một khoản dự phòng cho họ, ngay cả khi số tiền đó không nhiều. Bởi vì các chủ nhà không muốn mạo hiểm khi bất động sản của họ không được bảo hiểm. Bà cũng lo ngại điều này có tác động đến thị trường nhà ở. Nếu ai đó không thể mua bảo hiểm nhà, họ không thể bảo đảm thế chấp. Và số người có thể mua nhà sẽ bị giới hạn. Bản tin tiếp theo, một phụ nữ thiệt mạng trên xa lộ liên bang 25. Nha cảnh sát Thornton thông báo một phụ nữ thiệt mạng sau khi bị hai chiếc xe đụng trong lúc đi trên xa lộ liên bang 25 gần khu đô thị Thornton. Tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng Giêng ở phía bắc xa lộ 25 và phía bắc đại lộ 144. Cuộc điều tra ban đầu ghi nhận, tài xế xe vận tải không ngừng lại khi tông vào nạn nhân trong lúc cô qua đường.
Tài xế thứ hai cán vào người của nạn nhân khi cô nằm trên đường. Cảnh sát cũng cho biết nạn nhân cùng bạn hữu tham dự chuyến đi chung nhưng cô xuống xe vì bị đau. Khi xảy ra tai nạn, tài xế của chuyến xe du lịch chung đã ngừng lại, hợp tác với các nhà điều tra. Cả nhóm kết thúc chuyến đi. Vào ngày thứ hai, ngày 2 tháng Giêng, Adam Woolley, 33 tuổi, tài xế xe vận tải ở Frederick, đến trình diện tại nhà cảnh sát Thornton. Anh bị bắt vì lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. Chiếc xe vận tải bị tạm giữ. Xa lộ liên bang 25 bị phong tỏa ở phía bắc đại lộ 144 và quốc lộ 7 trong nhiều giờ khi nhà chức trách tiến hành điều tra. Và ít chuyến bay bị hủy trong ngày 3 tháng Giêng tại phi trường quốc tế Denver. Công ty FlyAware cho biết tính đến 10 giờ tối ngày thứ hai 2 tháng Giêng thì có 922 chuyến bay đến và đi tại phi trường quốc tế Denver phải đình hoãn vì thời tiết xấu. Nhà khí tượng học là ông Chris Bianchi của đài truyền hình Nine News nói rằng tầm nhìn khoảng 1/8 dặm vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ hai 2 tháng Giêng. Hàng không Southwest và SkyWest dẫn đầu vì có nhiều chuyến bay phải đình hoãn. Tính cho đến tối ngày 2 tháng Giêng, Southwest Airlines hủy bỏ 134 chuyến bay, đình hoãn 258 chuyến, trong khi hãng hàng không SkyWest hủy bỏ 129 chuyến, đình hoãn 110 chuyến. Còn United Airlines thì xếp hạng thứ 3 khi hủy bỏ 9 chuyến bay, đình hoãn 335 chuyến. Tuy nhiên, tình trạng này được cải thiện ngay vào sáng ngày thứ 3, 3 tháng Giêng. Chỉ có 30 chuyến bay phải hủy bỏ và gần 90 chuyến bay phải đổi lịch trình. Phi trường quốc tế Denver bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường trong năm 2023 sau khi đứng đầu bảng vì có nhiều chuyến bay phải hủy bỏ và đình hoãn hơn những phi trường khác tại Hoa Kỳ. Và Southwest Airlines là tâm điểm bị chú ý trong việc hủy bỏ và đình hoãn các chuyến bay giữa mùa lễ Giáng sinh, khiến cho giám đốc điều hành phải xin lỗi hành khách và nhân viên. Tuần trước, ban lãnh đạo phi trường quốc tế Denver thông báo họ sẽ tiến hành đánh giá 3 hãng hàng không lớn nhất của họ trong việc giải quyết những tác động liên quan đến thời tiết gần đây để giúp xác định sự thách thức và thành công của phi trường. Các hãng hàng không sẽ được xem xét là Frontier, Southwest và United Airlines. Và tin cho biết là lấy dấu bưu điện ngày Valentine của thành phố Loveland. Bất cứ ai cũng có thể nhận được dấu bưu điện đặc biệt của Loveland, thành phố tình yêu thuộc tiểu bang Colorado, nếu họ gửi thiệp đến bưu điện Loveland. Suốt 77 năm qua, hàng ngàn người đã gửi thiệp Valentine thông qua chương trình gửi thư lại của Loveland. Mỗi năm đến ngày Valentine, các tình nguyện viên đóng dấu hơn 120.000 tấm thiệp bằng một bài thơ đặc biệt trước khi những tấm thiệp được gửi đến địa chỉ của tất cả 50 tiểu bang và 110 quốc gia trên thế giới. Để có được dấu ấn đặc biệt này, cần phải thực hiện những điều sau đây. Thứ nhất là ghi địa chỉ, dán tem vào phong bì của tấm thiệp như bình thường. Và hãy đặt phong bì này vào một phong bì lớn hơn, bên ngoài ghi địa chỉ Postmaster, Attention Valentine. Và địa chỉ là 446 East 29th Street, Loveland, Colorado 80538. Khi thư đến Loveland, các tình nguyện viên sẽ lấy tấm thiệp ra khỏi phong bì lớn, tự tay đóng dấu bài thơ và dấu bưu điện, sau đó gửi đi. Hạn chót dành cho dân chúng tại Colorado là trước ngày 9 tháng 2. Cư dân ở những tiểu bang khác phải gửi trước ngày 7 tháng 2. Còn những người ở các quốc gia trên thế giới phải gửi trước ngày 2 tháng 2. Bắt đầu từ ngày 9 tháng Giêng, cư dân tại Colorado có thể bỏ thư và dán tem vào các hộp màu đỏ tại bưu điện Loveland, phòng thương mại Loveland, trường cao đẳng cộng đồng Arms, liên minh tín dụng và tài chính độc lập Elevations.